Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2023, tại trường Trung cấp Phật học Quảng Nam, Phan Bộ Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, Ban giám hiệu nhà trường chính thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho 30 tăng ni sinh khóa 8, niên khóa 2020-2023. Trước khi Tăng Ni chính thức làm bài thi, thay mặt ban giám hiệu, Đại Đức Thích Pháp Lạc, hiệu phó giám luật đã tuyên đọc nội quy kỳ thi và bày tỏ mong muốn Tăng Ni sinh nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất. Hòa thượng thích như phẩm, giáo thọ môn luật học và Thượng tọa Thích Chánh Huệ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam, đã khai lời chúc từ đến Tăng Ni Sinh, động viên Tăng Ni Sinh nghiêm túc trung thực trong quá trình thực hiện bài thi. Tiếp đó, Tăng Ni Sinh bắt đầu làm bài cho môn thi luận và luật. Được biết, Tăng Ni Sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh sẽ thi tốt nghiệp với năm môn thi. Ngày 24 tháng 5, tiếp tục thi môn Kinh và Hán Văn. Ngày 25 tháng 5, thi môn Phật học căn bản.